Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin hỏi Bộ trưởng một nội dung ạ. Việt Nam đang bước vào thời kỳ dân số vàng và đã đi được một chặng đường dài. Những năm tới, đất nước ta phải tăng tốc để tận dụng cơ hội này. Kinh nghiệm cho thấy nhiều quốc gia trên thế giới đã bứt phá, phát triển nhanh nhờ tận dụng thành công giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Tuy nhiên, cũng không ít quốc gia bỏ lỡ, chìm sâu trong bẫy thu nhập trung bình. Việc biến cơ hội dân số vàng thành hiện thực là một thách thức trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay được nhiều cử tri mong chờ. Vậy tôi xin hỏi Bộ trưởng, đề nghị Bộ trưởng cho biết các giải pháp đột phá ưu tiên để tận dụng cơ hội này trong thời gian tới. Xin hết ý kiến. Thì tôi xin báo cáo này. Chúng ta là một quốc gia dân số trẻ. Đây là một cái tiềm năng rất lớn. Chúng ta không còn ở đỉnh cao của dân số vàng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn nằm trong giai đoạn dân số vàng. Nhưng mà báo cáo này là các nhà khoa học xã hội và dân số học thì nói là chúng ta đang chuyển từ giai đoạn là dân số vàng chuyển sang là đang già. Chưa già nhưng mà đang già. Thế và cái tốc độ già hóa dân số của Việt Nam cũng là một quốc gia thuộc loại nhanh nhất. Do đó cái việc tận dụng dân số trẻ này, dân số vàng này là một cơ hội đối với chúng ta. Thế thì hiện nay đấy, thì giải pháp thời gian tới là cái gì? Thì chúng tôi xin đề nghị là báo cáo lại với đại biểu có mấy cái giải pháp thế này. Thứ nhất là phải tập trung nâng cao cái năng lực cạnh tranh quốc gia về nguồn nhân lực. Đây là một bài toán mang tính chất tổng thể. Hiện nay năng lực cạnh tranh quốc gia của dân tộc chúng ta đấy, của Việt Nam đấy, về nhân lực không cao. Chúng ta đứng năm 2019 ấy, thì đứng cái cỡ khoảng 120 trên 180 quốc gia. Ở đây thì có mấy vấn đề người ta lưu tâm nữa là thế này. Trong khi mà cái chuyển đổi xã hội thì nó dẫn đến là cái việc tự động hóa cao. Vì vậy khoảng 30% cái lực lượng lao động của chúng ta không thích ứng công nghệ mới. 40% sẽ phải đi là chuyển đổi cái nghề nghiệp. Và vì vậy đấy thì chúng ta phải khắc phục mấy cái chuyện. Thứ nhất là ngoại ngữ. Thứ hai là kỹ năng nghề nghiệp. Thứ ba là trình độ đào tạo. Thứ tư là kỹ năng quản trị hệ thống. Bốn vấn đề người ta khuyến cáo đối với Việt Nam. Thì chúng tôi nghiên cứu vấn đề này thấy cái đó. Thế còn có năm cái giải pháp quan trọng là thời gian tới. Từ cái tăng cường đào tạo, từ cái chuẩn bị kịch bản cho dân số già. Đào tạo lại, đào tạo như thế nào. Rồi chăm lo cái lực lượng người cao tuổi như thế nào. Để vừa phát huy, vừa sử dụng nhưng mà tận dụng cái chất xám, kinh nghiệm, cái năng lực cũng như là cái khả năng của người cao tuổi. Vì cái dân số già nó sẽ thời gian tới sẽ một tốc độ nhanh hơn. Rồi quy hoạch ngành, quy hoạch vùng gắn với quy hoạch nguồn nhân lực, rồi chuyển dịch cơ cấu kinh tế, rồi phổ cập nghề cho thanh niên. Thì tất cả năm cái nhóm giải pháp này do thời gian chúng tôi xin nêu gọn là như vậy.